khiến bản thân tớ tự cảm thấy buồn chán, hụt hẫng và sợ hãi. Tớ hiểu được rằng bản thân mình không thể thay đổi thế giới, nhưng tớ có thể kiểm soát những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chính bản thân tớ làm cho mọi vật xung quanh trở nên xinh đẹp hoặc trở nên xấu xí. Tớ hy vọng rằng khi mình đọc được những phần này là lúc tớ bước ra khỏi sự kết thúc của giãn cách xã hội. Tớ của lúc đó sẽ hiểu biết hơn, có nhiều kỹ năng hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.